Kính bạch Thầy, con là một người đang sống khổ tâm vì từ lâu nay con đã yêu thầm nhớ trộm một thầy xuất gia. Này, con rất quý mến thầy ấy từ dáng đi, cử chỉ, vân vân. Lúc nào trong đầu con cũng chỉ nhớ đến hình bóng ấy. Con biết như vậy là không nên vì thầy đã cắt ái ly gia rồi. Con sợ nói ra sẽ làm thầy ấy phân tâm việc tu hành và như vậy là con có tội. Chính vì thế mà bấy lâu nay con không dám thổ lộ cho người đó biết về tình cảm của con và con cũng im lặng không dám tâm sự này với ai. Con muốn quên đi nhưng không thể quên được. Có đôi lúc con muốn nói ra nhưng con rất e ngại. Con biết càng tham ái thì càng khổ, nhất là đối với tình cảm không đi tới đích thì càng khổ hơn gấp bội. Nhưng tiếng nói của con tim mạnh hơn lý trí, biết như vậy là khổ đau mà không buông được. Trong tâm con đang rối bời, xin Thầy cho con một lời khuyên con phải làm sao ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Cái việc này thì từ ngàn xưa cũng đã có rồi các con ạ. Thầy thì cũng không hiểu làm sao. Các sư thầy thì khi ở nhà thì chẳng cô nào thèm đến hỏi. Khi cạo chọc cái đầu đi rồi thì lại rất nhiều cô thương. Cũng lạ chứ này. Bởi vì thế cho nên bây giờ các con thanh niên cũng hay đi cạo đầu lắm. Hay cạo đầu. Thì cô bạn này cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Thương một cái thầy tu sĩ xuất gia rồi. Thương nhớ thầy từ dáng đứng, dáng đi và trong đầu không bỏ đi được. Cũng tội nghiệp lắm. Đây gọi là phải lòng. Yêu thầm nhớ trộm rất khổ. Thì bạn ấy đang rất khổ tâm. Nói thì không nói được. Làm sao bây giờ? Thế mà bảo quên thì nó không quên đi, bảo quên nó càng nhớ, thế mà gay go. Thầy cũng rất thông cảm với cái nỗi khổ này. Cái chuyện tình cảm các con thì không ai có thể lên cái kế hoạch ấy được. Đúng bạn ấy nói là rung động con tim, cái không ai có thể mà lên kế hoạch cho nó được. Và cái đấy thì các thầy cũng không kết tội nó là xấu. Các con đến chùa thấy một sư thầy trang nghiêm, đẹp đẽ, phải không? Và thầy nói bây giờ cũng rất nhiều thầy đẹp trai đi tu lắm, rất nhiều. Người ta giác ngộ, người ta đi tu. Thế và mình sinh tình cảm quý mến, nhớ thương, nhớ thương thầy đó. Cái chuyện đấy cũng là lẽ thường. Tội thì nó không phải tội, nhưng nếu mà mình đến rồi mình tán tỉnh lôi kéo khiến cho thầy thối tâm tu về hoàn tục với mình thì lúc ấy nó thành tội, cấu thành tội rồi, nghe không? Còn tâm nó sinh tình cảm, cái chuyện đấy là tiếng nói trái tim, không ai bắt tội nó cả, nhé. Thế bạn này cũng biết cái việc này nó không đi đến đâu, nhưng mà cũng chưa biết được. Vấn đề là cái thầy kia và đó. Thế thì bây giờ làm sao? Sư phụ thì nghĩ là nếu mà để giải quyết cái khổ này, vì các con biết ý, yêu thầm nhớ trộm thì nó rất nặng nề. Các con hiểu không? Cái món mà mình chưa được ăn ý, thì mình tưởng tượng về nó lại càng nhiều và nghĩ nó càng hay. Cho người ta hay nói là gì? Con cá mất là con cá to, là thế đó. Cái người mà mình không được nói, không được thưa thì nó càng ôm ấp mà lại còn nhìn thấy nhau nữa thì mới khổ. Cho nên bạn này rất khổ tâm. Thế thì sư phụ nghĩ thế này, cái người mà biết tu, ví dụ các con mà biết tu thiền định thì có thể đoạn cái tâm đó dễ, đoạn tâm đó dễ. Biết tu quán, nhà Phật thì dạy cho mình các cái cách quán, ví dụ quán về thân xác bất tịnh. Mình yêu thầy ấy ở cái gì nhỉ? Mình thương thầy ở cái gì? Ở đôi con mắt, hay là thương thầy ở cái miệng, cái khóe miệng thầy nói nó tươi, hay là ở cái nụ cười của thầy nó duyên, hay là ở cái hình thể của thầy trông
rất là thanh tú đẹp đẽ. Thì nhà Phật có dạy một cái cách quán gọi là quán thân tướng bất tịnh con ạ. Quán thân tướng bất tịnh là bây giờ nếu thầy ấy mà tắt thở một cái da nó đen xì lại, phải không? Bụng nó trương phình lên, máu mủ trong miệng nó chảy ra, xong rồi bắt đầu nó nứt, nó thối ra, ròi bọ nó chui hết cả da miệng, cả mắt mũi, tưởng tượng như thế. Nên sư phụ cung cấp cho con biết ở chùa đó là các thầy sư trẻ là mỗi thầy là có một cái tranh về xác chết các con ạ. À, là sư phụ cũng đã từng phải cho các sư nhà mình xuống dưới bệnh viện vào chỗ mà cái phòng để xác á, để ngồi đấy để quan sát một cái xác chết mà ghê lắm các con ạ. Có nhiều sư xuống quán xong về chưa không ăn cơm được. Đó, xác chết thì có thể là một cô gái, có thể là một chàng trai, nhưng mà khi mà nó là cái xác chết các con ạ, không yêu cho được đâu, không thể yêu được. Nó tím bầm vào, bắt đầu nó bùng ra, nó chảy rớt, chảy rãi ra, kinh lắm. Ở trong bệnh viện thì người ta không để đến lúc có ròi, nhưng mà các thầy phải quán một cái xác đến khi nó thối ra, ròi nó chui ra từ trong, trong thân. Rồi bên cạnh nó là cái mùi khăm khẳm của xác chết. Đó, phải thấy tất cả đấy thì không yêu được đâu, không thể yêu được. Nha. Thế đấy là cái cách quán của trong nhà Phật để đối trị cái tâm mà tham về sắc thân, tham về thân xác. Thế nếu bạn gái này mà muốn trừ cái tình cảm với cái sư thầy này mà quán được cái phép này thì sư phụ là nghĩ là con nó sẽ đoạn được đấy. Đấy là cách thứ nhất, là cách mà tối ưu nhất là phải làm, phải quán thế. Chúng ta yêu nhau nó ở cái sắc đấy các con ạ, cái hình sắc đấy mà. Nhiều cái làm cho mình yêu lắm, nhưng khi ta quán kỹ ra, bảo yêu con mắt, ví dụ bây giờ móc con mắt của anh ấy ra cho mình, đè con mắt hai cái đĩa đấy, có yêu không? Không yêu. À, hàm răng của anh cười tươi đấy, bẻ hàm răng của anh để ở đây, yêu không? Hết yêu, hết yêu ngay. Đó, cái chuyện thật đấy con ạ. Đây là sư phụ nói là nói câu chuyện thật trong nhà chùa, các thầy đang tu và đang phải tu cái đó để trừ được cái tâm ái dục của mình. Nha, lòng ái dục do ý nghĩ sinh, ý nghĩ lại do tư tưởng sinh, mà do mình tư tưởng mình không thông được, mình không biết được cái chuyện này cho nên sinh. Đấy là cái bài đối trị thứ nhất để cho bạn dứt cái yêu mê say đắm thầy này ở dáng đi và dáng đứng, cái nhìn tất cả mọi cái. Thế còn cái thứ hai thì để cho bớt khổ thì có thể phải gặp thầy ấy. Đây gọi là đối diện. Đến gặp thầy mà thầy ơi con yêu thầy lắm. Thầy có yêu con không? Nha. Yeah. Nếu mà thầy cũng bảo yêu em thì thôi thì về. Thì lúc ấy là toại nguyện. Nha. Yeah. Nếu mà thầy bảo không được. Nha. Yeah. Tôi đi tu rồi không thế được. Thì lúc ấy mình cũng rõ ràng trắng đen. Nhá, cái tâm của chúng ta thường nó hy vọng. Nếu mà không được gặp trực tiếp ấy, nó còn hy vọng, còn nuôi hy vọng. Và nó khao khát thì nó cũng kinh khủng lắm. Cái niềm khao khát mà đêm đêm đốt cháy thì kinh khủng lắm. Cho nên ấy, gặp thầy trực tiếp đi và nói thẳng, thầy con yêu thầy hay là em yêu thầy thì cứ nói thẳng ra. Nghe không? Thế lúc ấy thầy trả lời nó rõ ràng. Nhá, ở chùa thì ai tu được thì tu, không tu được thì về là chuyện bình thường. Nghe không? Không vượt qua được cửa ải thì về, bình thường. Yeah, cái đó không có tội lỗi gì cả. Yeah, con không tu được, con về, bình thường. Đấy, cái chuyện nó về không sao. Về thành đôi, thành lứa, không thành vấn đề gì. Nhưng mà cũng phải rõ ràng đó, để tâm mình nó biết à, mình yêu thầy nhưng thầy cũng yêu mình đâu, thầy yêu lý tưởng tu hành cơ. Để nó rõ. Và rõ như vậy rồi thì mình mới dùng lý trí để mình điều khiển cái tâm mình được. Yeah. Đấy, thì thầy khuyên bạn ấy là có hai cái cách để giải quyết vấn đề này. Nên một là học cái phép quán của nhà Phật, quán thân bất tịnh, và để mà chúng ta nhàm chán cái thân xác của cái sư thầy đấy. À, lúc mà thầy chưa đi tu, khi mà thầy học được cái phép quán thân bất tịnh này này, thì thầy đến cái tai nạn ô tô người ta chết ra tận nơi xem, óc yếc rồi lòng mề nó văng ra lung tung, quán hết,
kinh lắm. Sau đó thì trông thấy ai cũng không thấy, không thể mê được. Nó chỉ là một cái bao bên trong chứa đầy những cái thứ bất tịnh. Đức Phật Thích Ca các con ạ, Đức Phật Thích Ca rất đẹp trai, rất đẹp, và rất nhiều người muốn gả con gái cho Phật. Thế thì gia đình nhà một cái bà này, ông bà này có cô con gái cực kỳ là xinh, rất nhiều vương tôn công tử đến xin cầu hôn, nhưng mà ông bà bảo không, các ông đều chưa đủ những cái tướng đẹp, tôi không gả. Con gái tôi nó là gọi là cành vàng lá ngọc này, tôi phải gả cho ai mà tôi phải thấy đầy đủ tướng đẹp nhất, tướng tốt nhất. Thế hôm ấy thì Đức Phật đi qua cái làng của ông này, đi khất thực rồi đi giao hóa. Ông này ông ra ông nhìn thấy Phật, xong lại nhìn xuống cái vết bước chân của Phật, ông bảo trời ơi, người này đầy đủ các hảo tướng tốt đẹp, nhất khoát mình sẽ gả con gái cho cái ông này. Thế là khi mà Đức Phật ngồi ôm bát, ngồi thọ trai ở một cái gốc cây ở bìa làng của ông ấy, thì ông trang điểm cô con gái xong ông dẫn ra. Ông bảo, thưa với Ngài, tôi thấy Ngài là đầy đủ các tướng tốt. Đây con gái của tôi là Ngọc Ngà đây. Rất nhiều vương tôn công tử đến hỏi tôi không gả, nhưng mà tôi quyết định sẽ gả con gái tôi cho Ngài. Ngài hãy lấy con gái của tôi đi. Nghe không? Thế các con biết Phật nói với ông bà thế nào không? Này ông bà, ta đã nhàm chán tất cả. Con gái của ông bà cũng là một cái đáy ra đựng các đồ hôi thối bất tịnh ở bên trong thôi. Ta không cần, ta không ham muốn đâu. Ông hãy đi về đi. Nghe không? Ông đi về đi. Đấy. Thế là ông này ông chưng hửng. Ông phải đem con gái ông về. Nghe không? Đức Phật biết, Đức Phật mà nhìn cô gái thì Đức Phật thấy luôn bên trong nào là não này, là cổ họng này, rồi là dạ dày, lòng mề, tim phổi, phân tiểu đầy trong bụng hết đấy. Các thấy làm sao mà yêu được? Nhìn một cái là thấy ngay. Giống như mình đi siêu âm ấy, thấy hết đấy. Ghê lắm, làm sao mà tìm. Đấy. Đấy thì đấy là cái cách quán của nhà Phật đấy, để mà không bị đắm mê về thân xác các con nhé. Cách thứ hai thì phải gặp trực tiếp, nói chuyện hẳn hoi, dứt khoát. Còn nếu mà thầy cũng lại phải lòng của mình nữa thì thôi thì tùy. Không? Thì là mình thắng rồi đấy. Còn thầy mà quyết chí tu hành thì thôi, là mình phải về dứt khoát nhé. Đấy là cái cách để giải quyết cái tâm tư bây giờ. Rồi, thầy xin trả lời.